Hello, welcome to Heo VKT. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với một con game hả? Một con game có Android, có iOS đầy đủ luôn hả? Đó, trời ơi. Để nhiều anh em là không biết là game có iOS hay không. Con này là một trong những con mà chúng ta có iOS nè hả? Hôm nay thì tính ra chúng ta có khá nhiều game open cũng như là nhiều bản có iOS nữa. Thì theo yêu cầu của nhiều anh em hôm qua, hôm nay chúng ta có một con game cuối ngày đó. Con này thì chắc chắn là cuối ngày rồi đó. Thì sẽ có iOS cho anh em luôn ha. Đó. Ok man, đó. Đặt này thì lâu lâu Heo mới vào quẩy tí thôi ha. Tại cũng không có nhiều thời gian mà để quẩy chung với anh em. Thì lâu lâu mới vô thôi. Thì chưa có chuyển sinh nữa, đậu phòng đường nữa. Mà dục ở đây chúng ta chạy nhiệm vụ hàng ngày đồ này nọ. Thì lâu lâu vô lụm có thể gọi là gì ta. Lâu lâu vô chúng ta lụm cái quà A-ship đồ á, đeo máy đồ á, thì khỏe, đỡ có phải làm gì nhiều. Bây giờ chúng ta phải ok, để nó đây đi hả. Đó, cái gì vậy? À, quay đá hả? Đá tao có rồi, hỏi vô đi đánh boss đi hả. Trời ơi, bỏ qua đi kiếm con lục chỉ mỹ hậu gì nè. Đó, trời ơi, nhiêu đây tao cũng đủ giết mày rồi. Con đâu rồi, mày chạy đâu rồi? Con boss nó nằm xa dữ ta. Boss hình như đi, thôi đi ăn boss 90 đi. Đúng rồi, đậu phòng đi ăn boss cao quá méo đánh nổi. Ngoại trang này, nuốt về. Ok, nuốt hết. Ồ, sao đậu xanh mấy cái món kia chúng ta cắn không được ta? À được. Ủa, mình vô mình giết được nó rồi hả? Mình tưởng mình giết không được anh em. Mình tưởng đâu là mình ăn mấy con cao không được. Ok, sẵn dịp thì dẹp loạn luôn hả? Đó. Chơi, đâu cần nhiều con. Mày chết mạng mày với tao rồi. Ok, mày chạy đi đâu con? Mày chạy không thoát khỏi tao đâu con trai à. Con này đánh hơi bị lâu hơn mấy con kia hả? Mà xuống như vậy thì đã nhiều rồi. Đó, rồi, đó. Ồ, lên chiến thần đánh có bộ đẹp hơn ha. Rồi. Mày su rồi nè, rồi con. Đó. Rồi, ô, đẹp quá ta. Nè, rồng xuất hiện nè, nó. Trời. Ôi, xong rồi, bữa ơi. Chết rồi. Đậu phộng đó. 300 giây là tầm... nằm ở đâu ta? 300 giây là bao nhiêu phút quên rồi anh em. 300 chia vậy là khoảng 5 phút. À, 5 phút nữa mới biến hình được nữa. Ok rồi, đó, lên đường tiếp. Trời ơi. Đang ngay xếp trang bị gì nữa nè. Đó. Rồi chắc ô, con 90 nó hồi sinh rồi kìa anh em. Tính ra bét ở đây nó ở lòng thú boss ở đây nó ra liên tục ha. Oh man, vậy thì ngon rồi. Tưởng đâu lâu lâu nó mới ra chứ mà ra liên tục thì được ha. Đó. Rồi chúng ta đến với thông tin server đi ha. Ok, khoan, tăng cấp cái này lên. Đây, thông tin server. Bỏ cái này ra thôi nè. Đây, chúng ta có game Bách Chiến 3D khai mở server X6 19 giờ ngày 9 tháng 1 ha.
anh em nào có chơi thì tải về. Đó, code chúng ta có 4 code. Tân Hữu chào mừng anh em, tặng ngay sếp và chào mừng server mới ha. Game bách chiến đồ họa 3D siêu đẹp, bối cảnh kiếm hiệp đồ này nọ ha. Rồi đây, iOS miễn phí, nói không với chết chứng chỉ ha. Đó, hệ thống treo máy offline thoải mái cho anh em cài cuốc khi bận ha. Đó, ngon lành, hệ thống bài bán thoải mái giao dịch nữa nè. Đó, tặng máy chủ 500.000 kim nguyên bảo khóa VIP 4, tiêu kim nguyên bảo VIP, tiêu kim nguyên bảo lên VIP ha. Rồi điện thoại chơi ngược máy tính càng ngon, đánh boss chơi đồ cực VIP, tính năng dân cài game này cân hết ha. Mẹ chạy nữa. Khoan khoan, đó, mặc vô. Ta lên lụm luôn, tiễn luôn con 145 cái đó. Rồi, link Android nè, link iOS cho anh em iPhone nè ha. Rồi link nhập code, tích lũy nạp. Rồi ở đây chúng ta có like, share, comment, chúng ta nhận quà code VIP nữa nè ha. Rồi chuỗi sự kiện chào mừng server mới, tích lũy đăng nhập 7 ngày, 7 ngày đua top, nhận thưởng siêu hot, ban hội tranh hùng tranh bá ha. Vương Tôn tìm chủ và nhiều sự kiện khác. Tweet code đặc biệt mừng ra mắt server, tỷ lệ nạp 10.000 bằng 18.000 xu ATM Momo. Đây. Rồi linh nạp nè ha, sự kiện ưu đãi ban hội fan cứng và nhiều sự kiện khác đang chờ đợi, đang chờ đại hiệp khám phá nè ha. Chiến game thôi, đua top thì chúng ta có nhận được top 1 1 triệu, tiền web 100 sinh tử phù, 2.000 pháp bảo tinh hoa ha. Ok, để đánh xong con này cái nè, nó nghĩ chính chắc rồi con. Ủa, có gì đó nó sai sai đúng không? Ok ok, hình như con này chúng ta đánh không không bởi được giáp hay là nó khắc chế gì á, đánh nãy giờ thì tịnh. Ok thôi không đánh nữa, như nó hết được đánh hay gì rồi. Giờ để vào ạc mới nhập code cho anh em xem ha. Ok rồi, ok vô nào. À, vô nhập code cho anh em xem thôi ha. Đó, vô game. Đầu vô thì để nó chạy nhiệm vụ đi ha. Đây chúng ta sẽ vào trang chủ. Ở đây thì chúng ta kéo ra để có link Android, iOS ha ha. iOS, Android, PC. Rồi nạp thì bấm vô. Đó, tài khoản. Đây viết code. Ta chọn máy chủ ha. Đó. Rồi nhập code bỏ vô. Ta sẽ nhập hết 4 code luôn ha. Và game có code ngày nữa nha anh em. Anh em chơi thì hàng ngày lên fanpage xin code ha. Có lọc lên fanpage kiếm code ha. Rồi kéo xuống nè, code ngày nè ha, ngày 7, ngày 4 gì tùm lum đó. Rồi ở đây chúng ta có 4 cái code, 4 quà. Đó, hay xếp 50 vạn, 5.000. 5.000 này chúng ta sẽ vào kỳ trang cát và mua VIP ha. Đó. Game chơi khá lâu rồi mà vẫn nhiều anh em không biết ha. Đó là mấy cái này là hướng dẫn lại cho những anh em nào chưa biết. Còn anh em nào biết rồi thì đừng có ném đá, chọi đá heo ha, khổ lắm cơ. Rồi ok, link heo sẽ để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về. Được đục, được 540.000 kim nguyên bảo hả. Đây còn có con ngài các kiểu nè, đó. Rồi, đó, giờ nhập xong là bây giờ chỉ việc quẩy thôi. À, quên, chúng ta cắn cái này cho nó lên để xếp cho nhiều nhiều ha. Cái này là đang nhân 3, hay xếp đánh quái. Đó. Cộng thêm cái con bet hay xếp nữa thì chúng ta cũng có được khoảng kha khá ha. Còn mấy khúc này chưa có đánh quái đâu, mấy khúc này là còn đang chạy nhiệm vụ thôi. Đó. Đánh mấy con này mà nó cũng lên được bao nhiêu đâu. Không ăn thua lắm.
con này mà được gọi là đồ họa 3D xây xây đồ thì ngon nữa. Rồi, ok. Thôi anh em nào có chơi thì tải về ha. Đó, server khai mở S6 19 giờ ngày 9 tháng 1 ha. Có Android, iOS đầy đủ cho anh em iPhone đồ á. Ok, rồi, bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok.